Vâng, em bên chào quý anh chị và quý bà con và các nhà đầu tư. Hôm nay em đang tải lên một lô đất mặt tiền đường tại thị trấn Chư Sê, huyện Chư Sê, tỉnh Gia Lai quý anh chị nhé. Mặt tiền đường chúng ta là mặt tiền đường nhựa quý anh chị, lô 2. Mặt tiền chúng ta thì có tổng diện tích bề ngang là 5m quý anh chị nhé, chiều sâu 28m và đã có 100m đất thổ cư. Trên đất thì đã có một căn nhà, có đầy đủ các công trình, các công năng sử dụng của anh chị nhé. Có phòng khách, phòng ngủ và các công trình vệ sinh khép kín đầy đủ của anh chị ạ. Ở đây là khu dân cư đông của anh chị nhé. Và lô đất của chúng ta thì gia chủ có ký gửi kênh nhà đất bên em bán với giá 700 triệu, có thương lượng và bao sổ sách cho quý anh chị luôn ạ. Quý anh chị quan tâm thì gọi điện cho em và kết bạn Zalo theo số điện thoại có ghi trên màn hình của anh chị nhé. Lô đất mặt tiền đường của chúng ta là hướng đông của anh chị nhé. Quý anh chị nào cảm thấy phù hợp thì gọi điện cho em để em sẽ tư vấn quý anh chị cụ thể hơn. Đất chúng ta thì ở tại thị trấn Chư Sê, lô 2, mặt tiền đường nhựa của anh chị nhé. Vâng, em xin phép được kết thúc video tại đây. Quý anh chị quan tâm thì gọi điện cho em sẽ đưa quý anh chị đến xem trực tiếp ạ. Xin chào, hẹn gặp lại quý anh chị ở những video tiếp theo.